Xin kính chào quý cô chú ý chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu đây là biểu chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú ý chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 11 năm 2020. Thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những dòng hàng lan mới và đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở Lan rừng em có ship hàng toàn quốc Khi cô chú trị chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển ạ à. Và khi cô chú trị chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp Váy cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng Mỗi 1kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1kg tiếp theo Váy cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả ba vùng miền Bắc, Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Dừng nhà em đang có ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô hạc vĩ. Hạc vĩ hàng dài rất là đẹp luôn. Hàng hiện tại là đang xuống, bắt đầu xuống lá rồi. Bắt đầu xuống lá hết rồi, thân rất là chắc khỏe luôn. Nên là thời điểm tuyệt vời nhất để cô chú anh chị ghép cho mình những cái suối hoa thật là đẹp để ngắm hoa xuân ạ hạc vĩ em bán với giá là 140.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhìn thấy lá vàng này là những cây lá nó chuẩn bị xuống lá để chuẩn bị cho hoa xuân nhé tiếp theo bên này đây là lô đùi gà của vùng Tây Bắc ạ à. đùi gà của vùng Tây Bắc vùng miền được coi là có mắt nhung đẹp rất là tuyệt vời luôn gà vùng Tây Bắc hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn cô chú anh chị nhé đa số là những cái thân đều cho có thể cho hoa với giá em bán là 190.000 cho 1 kg còn bên này đây là hoàng thảo ngũ tinh hay là hoàng thảo u lồi ạ cái dòng hàng hoa siêu đẹp và siêu bền nở hoa đúng vào cái thời điểm tết luôn à, so với hoàng thảo trúc phật bà thì cái cây này nó với trúc phật bà là có hoa như nhau tuy nhiên thì cái sắc, sắc hoa của ấy này phải công nhận là nó sẽ bông to và rực rỡ hơn rất là nhiều cô chú anh chị nhé Hoàng Thảo U Lồi ạ, à, đang lên mầm gốc hàng, đang chuẩn bị sưng mắt nụ để cho hoa Tết rồi. Em bán với giá là 200.000 cho 1kg Hoàng Thảo U Lồi hay là Hoàng Thảo Ngũ Tinh, hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo bên này đây là dòng lan Hoàng Phi Hạc ạ. À. Hoàng Phi Hạc cô chú anh chị nhìn những cái thân hoa của nó kìa, dụng hết lá như thế này, hứa hẹn một mùa hoa xuân rực rỡ luôn. Cô chú anh chị mua thì cực lợi cân luôn nhé. Hoàng Phi Hạc em bán với giá là 130.000 cho 1kg. Và bên này đây là cái dòng hoàng thảo hoàng lạp với những cái giả hành căng bóng và rất là khỏe đẹp như thế này. Hoàng lạp em bán với giá 120 000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan hoàng thảo đơn cam ạ. À. Một trong những cái dòng hàng được coi là một cái loại lan quý và có mặt hoa đẹp độc đáo luôn hiện tại cô chú anh chị có thể nhìn thấy này. Em soi cô chú anh chị thấy là nó đã hiện tại là đang bắt đầu là sưng mắt nụ. Trồi hẳn nụ ra như thế này rồi. Chỉ cần một dạo nữa thôi là những cái nụ của nó sẽ bung hết ra ngoài Khi đó cô chú anh chị lấy thì nó sẽ bị chảy xước nụ và sẽ không chơi hoa được trọn vẹn nhé Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để cô chú anh chị sưu tầm cho mình những cái giò đơn cam đẹp và độc đáo để chơi ạ 560.000 cho 1kg dòng hoàng thảo đơn cam Và em bán từ 0,2kg trở đi Bởi vì cái dòng này cây nó không có dài lắm ạ với cây khoảng tầm 1-2 đốt ngón tay Cũng thoải mái cô chú anh chị mình được những ngắm những bông hoa rực rỡ rồi Rồi tiếp theo bên này đây là dòng lan hoàng thảo ý ngọc này Ý ngọc cũng vậy nhá cô chú anh chị nhìn này những cái thân của nó kìa Dụng hết lá như thế này cô chú anh chị mua phải nói là nó rất là lợi cân luôn Thời điểm đẹp trong năm để cô chú anh chị ghép cho mình những cái giò thân thòng để chơi hoa và chăm mầm gốc mới ạ 180.000 cho 1kg hoàng thảo ý ngọc ạ rồi tiếp theo bên này là dòng lan kiều tím miền trung hay còn gọi là kiều hồng, hàng cắt tỉa kỹ luôn, xanh mướt mắt luôn, không quá dài và cũng không quá ngắn luôn cô chú anh chị này. Hàng thân mập mà ngắn rất là đẹp luôn. Hiện tại một số cây đã đang bắt đầu bắt đầu sưng những cái mắt nụ rất là lớn rồi. Kiều tím miền trung hay còn gọi là kiều hồng em bán 280 000 cho 1 kg ạ. Còn bên này đây là dáng hương đuôi chồn này. Lô đuôi chồn này về cây khá là lớn nhé cô chú anh chị. Với giá em bán là 1870 000 cho 1 kg rồi tiếp theo bên này là dòng dáng hương tam bảo sắc ạ. À. Dáng hương tam bảo sắc vùng Tây Bắc cây nó không được xếp đẹp như những vùng miền khác nhưng đổi lại thì hoa của nó sẽ rất là đẹp. Cũng đồng thời thì hoa của nó cây này cũng là rất là dễ thuần dễ chăm. Hàng thì em đã bó như thế này rồi, cố gắng chọn lựa những cây gọi là ít gãy ngọn nhất cô chú anh chị nhé. Tại vì cái dòng này thì khi mà vận chuyển ở rừng về ấy, Nó uh, cũng rất là hay dễ bị gãy ngọn Tuy nhiên thì hàng này về thì em cũng đã chọn rất là kỹ luôn rồi Đó, em bán với giá là 120.000 cho 1kg thôi dáng hương tam bảo sắc dòng lan hoa thơm vô cùng quyến rũ và bên này là dòng lan kiều vuông cánh trắng Cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ Dòng kiều vuông cánh trắng hôm nay em sẽ chỉ bán với giá là 160.000 cho 1kg thôi Bởi vì cái dòng kiều vuông cánh trắng này hàng hôm nay em phải nói là nó không có nhiều lá Cô chú anh chị nhé Cô chú anh chị mình lấy về làm giống thì thoải mái Và những cây không có lá thì nó vẫn cứ cho hoa bình thường Tuy nhiên thì nhìn nó sẽ không được đẹp mã Nên là nên là bình thường là giá của nó có thể lên từ 200 cho đến 250 Thì hôm nay em sẽ chỉ để giá là 160.000 thôi Em sẽ bán thanh lý nhé Còn bên này là thanh hộc tía Một loại lan, một vị thuốc Em bán với giá là 100 à 320.000 cho 1 kg Hoặc cô chú anh chị có thể lấy cho mình theo phần như thế này Một phần rất là nhiều luôn Thì giá của nó chỉ 100.000 thôi nhé rồi tiếp theo ở đây thì em có cái dòng lan à, hoàng thảo vảy rồng ạ Với những thân rất là chắc và khỏe như thế này à, Dòng lan có sức sống rất là mãnh liệt ạ à. Hàng này thì bình thường cũng giá hơn 100 nghìn ạ à. Tuy nhiên thì hàng hôm nay thì nó không có nhiều thân lá Không có nhiều lá nên hàng hôm nay em sẽ thanh lý luôn Với giá chỉ có 90 nghìn cho 1 kg thôi Rồi tiếp theo bên này đây là dòng long tu xuân Long tu xuân là dòng lan mà có mặt hoa đẹp một cách sang chảnh luôn Hoa rất là sai ạ à, và dễ thuần dễ chăm nữa Nên đây là một cái lựa chọn mà các nhà vườn cho vào vườn rất là nhiều bởi vì dòng lan dễ thuần dễ chăm mà hoa thì rất là sai đó long tu xuân em bán với giá là 200 trăm cho một kg dòng này thì thời điểm bây giờ nhà vườn người ta đã đang bắt đầu là ghép vườn rồi đấy ạ nên là em nghĩ là một dạo nữa thôi là giá của nó sẽ rất là tăng bởi vì nhà vườn cho vào vườn quá nhiều cái dòng long tu xuân này 200.000 trong 1kg thôi cô chú anh chị nhé. Như năm ngoái thì cái thời điểm năm ngoái nhà vườn cho vào nhiều là giá xỉ nó lên đến gần 190.000-200.000 một cân rồi. Đó thì thường là lẻ sẽ phải rơi vào 250.000. Hiện tại thì giá lẻ chỉ có 200.000 thôi. Rồi tiếp theo bên này đây là dòng dáng hương cẩm báo này. Một cái loại lan mà thơm từ thân lá luôn rồi cô chú anh chị nhá Thời điểm bây giờ là một số cây đang nhú nụ rồi ạ. Hoa thì rất là bền với những cái bông hoa vằn màu như hình của những cái da của loài báo Nói chung là cũng đẹp và rất là độc đáo luôn Hoa thơm và rất là bền ạ à. Giáng hương cẩm báo 160.000 cho 1kg thôi cô chú anh chị nhé Và em phải nói thêm là gì với dòng giáng hương cẩm báo này nó dễ thuần dễ chăm lắm luôn ạ à. Cái lá thì rất là mọng nước nên là dễ rất là giòn Dễ bị dập cũng như là khi mà va chạm sức nhẹ thôi nó cũng bị thâm đen đi rồi ạ à. Nên là cái lô hàng về để được đẹp như thế này thì đã, đã là đẹp rồi ạ 160.000 cho 1 kg cẩm báo nhá và tiếp theo bên này là em có những cái cây đai châu rừng bóc trụ những hàng cây to ạ cây to và lỗi lá nhẹ với cây to rơi vào khoảng tầm 3 cho đến 5 cân à, 5 cây trên 1 kg hàng này mỗi một cây sẽ ít nhất là hai nụ rất là lớn hai nụ luôn và ở đây thì em sẽ chỉ bán với giá là 450.000 cho một kg thôi còn bên này sẽ là hàng size cây lớn cây nhỏ hơn tức là sẽ rơi vào khoảng tầm 8 cho đến 10 cây trong 1 kg em bán 580.000 cho một kg nhé và em có một cái lô hàng này này một cái combo gồm có long nhãn này lô Long nhãn đây nhá và một phần Vanda này nữa thì cũng đang có cây có nụ luôn ạ cái combo này em sẽ bán với giá chỉ 50.000 thôi này rồi tiếp theo bên này đây là cái dòng lan hồ điệp để cô chú anh chị mình chơi hoa tết nhá hàng này thì em dám khẳng định rằng nó sẽ chơi được hoa tết bởi vì những cái cây này hàng hiện tại nó đang nụ như thế này này một dạo nữa nó mới nở hoa thôi và bình thường là cái độ bền của hoa là sẽ trên hai tháng nên thoải mái cô chú anh chị mình chơi hoa tết ạ và mỗi một cây như vậy thì nó sẽ có hai vòi nụ có hai vòi nụ nhá cô chú anh chị đây này hai vòi nụ hết có những cây bản lá ngắn lá tròn xoe rất là đẹp như thế này à, cũng có những cây bản lá nó sẽ dài hơn đây có những cây bản lá nó sẽ dài hơn nhé cô chú anh chị nói chung là tùy từng màu sắc thì cái hoa của nó nụ hoa nó sẽ dài hơn cây, cây này có thể có nụ hoa dài hơn cây kia à, nhìn những cái vòi nụ của nó không đã là cảm thấy mê lắm rồi chưa nói đến việc ngắm hoa và ở đây thì em sẽ có ba màu sắc để cô chú anh chị mình lựa chọn ba màu sắc đây nhé thứ nhất là trắng lưỡi đỏ này Thứ hai là màu đỏ ạ. Và thứ ba là màu xanh táo, xanh cốm rất là đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, và mỗi một cây thì đều có hai vòi hoa là dòng hồ điệp hoa đại khi mà nở hoa sẽ siêu đẹp luôn cô chú anh chị này. Và giá ở đây em sẽ chỉ bán với giá là 70 000 cho một chậu thôi. Đó, 70 000 cho một chậu hồ điệp có hai ngồng hoa để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết nhé. Và cô chú anh chị nào lấy từ 5 chậu em sẽ để lại với giá chỉ 65 nghìn. Em dám khẳng định rằng những cây hồ điệp hoa đại mà hai ngồng hoa như thế này. Thì nếu như đến Tết cô chú anh chị mua giá của nó chắc chắn không rơi dưới 150 nghìn cho một cây. Bình thường mỗi năm thì là 150 nghìn, 160 nghìn là những cây chỉ có một ngồng hoa thôi. Mà hiện tại thì hàng nụ đẹp như thế này. Chỉ có một 70 nghìn cho một cây thì quá là... Quá là nên mua, theo em nghĩ là như vậy rồi bên này đây là những cái cây siêu đai châu siêu xinh luôn, hàng đai châu nhựa siêu xinh ạ à. và tất cả những cái cây này thì hiện tại là em thấy là gần như là đang nhú nụ rồi, có cây nhú đến hai nụ, có cây nhú một nụ, cô chú anh chị nhé, đó. Thì nói chung là cũng họ có thể như ví dụ như cây này nó đang hai nụ này, đây này, cô chú anh chị này. nói chung là mỗi một cây như vậy thì từ đều từ ba cặp lá rưỡi, bốn cặp lá trở lên hết ạ. À em sẽ có những cái màu đó là màu hồng chấm này màu tím đốm và màu màu trắng trắng đốm ạ à. ạ những cái cây đai châu chậu nhựa để cô chú anh chị mình chơi hoa tết rất là đẹp như thế này và mỗi một chậu trâu như vậy thì em sẽ chỉ bán với giá là 140.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhìn lại thấy là hàng rất là ít lỗi lá gần như không lỗi và cây thì nhiều cặp lá đang nụ quá là tuyệt vời luôn nhé bên này đây là dòng lan cát uh, laia dòng lan cát một lá mệnh danh là nữ hoàng của các loại uh, loại lan ạ dòng lan cát laia này thì nó có rất là nhiều giả hành dễ thuần dễ chăm bông hoa to và rất là thơm dòng lan cát laia này cát một lá này em bán một chậu hoa sổ số nhá với giá là 110.000 cho một chậu thôi đó 110.000 cho một chậu thôi ạ và dòng này thì uh, em dám khẳng định rằng cô chú anh chị lấy phải màu nào thì chắc chắn nó cũng sẽ làm cho cô chú anh chị ưng ý và bên này đây là dòng lan cát mini dòng lan cát mini cát này sẽ rất là siêng hoa sẽ cho cô chú anh chị mình được ngắm hoa quanh năm ạ với cái sắc tím đậm pha lẫn màu hồng rất là tuyệt vời như thế này đó và một chậu thì rất là sung xuê nhiều giả hành luôn cô chú anh chị này hoa rất là thơm ạ với nhiều giả hành như vậy nên là cây nọ đang hoa thì có thể cây kia nó đang nụ rồi cô chú anh chị này Nên cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa cũng như ngắm mùi hương của nó gần như là suốt quanh năm luôn đấy ạ Em bán một chậu cát xinh đẹp như thế này với giá là 150.000 cho một chậu cô chú anh chị nhé 150.000 cho một chậu Nói chung là hiện tại là một số cây là một số chậu là nó đang có nụ Một số cây thì đang có hoa Cũng có thể là có chậu nó không có nụ hoa gì cả Tuy nhiên thì cô chú anh chị có thể lấy về làm giống á Hoa rất là thơm luôn Màu sắc rất là yêu thương luôn ạ 150.000 cho một giò Còn bên này đây là em có cái dòng lan à đây nhỉ Đen đô xuân nhá cô chú anh chị Đen đô xuân ạ à. Với những cốc đen rô như thế này Nó sẽ có một cây dài Và thêm khoảng tầm hai cây ngắn nữa Thân căng bóng để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ à. Và một chậu như vậy bình thường em bán 100.000 ạ à. Hàng hôm nay nó có phần hơi ngắn hơn Thân thì nó vẫn thế Nhưng mà nó sẽ hơi ngắn hơn một xíu thôi nên là em sẽ chỉ để lại với giá là 90.000 cho một chậu cô chú anh chị mình chơi hoa tết và về làm giống luôn nói chung là dòng này hoa cũng bền và độ bền cũng trên 2 tháng thân thì rất là khỏe khoắn như thế này rồi à, còn bên này đây là hôm nay thì em vừa cập bến mới một cái lô uh, ly cao thơm nhé cô chú anh chị ly cao thơm hàng đang bắt đầu là lên mầm rồi cái dòng này cô chú anh chị về trồng là đến Tết là mình thao hồ được ngắm hoa luôn nhá Dòng lan ly cao thơm này thì em có hai màu Đó là màu hồng và màu đỏ Thì em sẽ bán với giá là 120.000 cho một chục nhá 120.000 cho 10 củ ly thơm Tương ứng với 12.000 cho một củ này Đó, 12.000 cho một củ ly như thế này đấy ạ Có hai màu là màu hồng và màu đỏ Rồi bên này đây là những cái cây vanda Em có những cái cây vanda hàng đang nụ này Em còn một cây duy nhất hàng đang nụ thôi Còn lại là những cây không có nụ nhá Cây này thì nó vừa nở hoa xong Cây không có nụ này thì em sẽ bán với giá là 120.000 Cây không có nụ Cây có nụ là 150.000 Và bên này là một cái loại lan Hoa rất là giống với cả Hoàng Phi Hạc Dòng lan mà em nhập ở Thái về Nói chung là hoa giống với hoa của Hoàng Phi Hạc Đẹp bền và thơm nhá Với giá em bán 130.000 cho một chậu với cô chú anh chị sưu tầm Bên này đây thì em có những cái loại lan dáng hương đuôi cáo này cái phần châu mít em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị Và một số loại lan hàng thuần khác nữa em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị này Trước tiên là em có duy nhất một giò trầm rồng đỏ này thôi Dòng hoa để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết ạ à. Giò này thì có tất cả là ba thân hình số 1 em bán 400 nghìn cô chú anh chị nhé 400 nghìn hàng này thì khi mà nở hoa phải nói là cái dòng này hoa cái sắc đỏ và với những cái đốt thân đốt ngắn như thế này Bông hoa nó to lắm luôn cô chú anh chị ạ Nói chung là rất là đẹp luôn dòng châm dòng đỏ này Giá em bán 400 nghìn cho giò này Tiếp theo sau bên này sẽ là những cái giò vôi bắc ạ Vôi bắc thì với mặt hoa nó sẽ rất là tím nhá cô chú anh chị đây là, đây, là sắc hoa của dòng vôi bắc nở thực tế tại vườn nhà em nhé Bên ngoài nhìn cái sắc tím hồng của nó còn đẹp rực rỡ hơn rất là nhiều luôn Và ngoài ra thì ngoài cái vẻ đẹp rất là xinh như vậy Thì nó còn có mùi hương rất là tuyệt vời nữa cái dòng vôi bắc này thì uh, em bán để cô chú anh chị làm giống cũng như là uh, là là chơi hoa xuân này nhá một số cây hiện tại đã xuống lá rồi cô chú anh chị này cái giò này em bán với giá chỉ 160.000 thôi ạ hình uh, tiếp theo hình số 3 hình số 3 150.000 hình vôi số 4 với giá là 150.000 vôi số 5 với giá 140.000 ạ vôi số 6 150.000 vôi số 7 150.000 vôi số 8 150.000 vôi số 9 với giá 150.000 và bên này sẽ là dòng phi điệp 5 cánh ám nhé 5 cánh ám mắt đỏ ạ giò phi điệp 5 cánh ám mắt đỏ này em xin phép được bán với giá 2 giò ạ 200.000 bình thường em bán 130.000 cho một giò thì hôm nay em có hai cái bảng này em sẽ bán để cô chú ý sưu tâm chơi hoa xuân hai giò này chỉ chỉ 200 000 thôi. Tiếp theo là đây cũng là một giò năm cánh ám mắt đỏ này, giò này em bán 120 000 là hình số 11 ạ. Hình số 12 cũng là phi điệp năm cánh ám mắt đỏ. Giò này ở đây em có hai giò nhá. Hai giò phi điệp năm cánh ám mắt đỏ này em bán với giá là 100 180 000 nghìn ạ. Rồi bên này đây sẽ là những cái hình đai châu, một cây đai châu khổng lồ ạ. Một cây đai châu rất là to luôn, nụ rất là nhiều luôn cô chú anh chị này cây này có hơi lỗi lá một tí ở đây này Nụ của nó này ba nụ, bốn nụ gì đó Cô chú anh chị nhá Đây em đang thấy có ba nụ rồi soi đang thấy ba nụ rồi một Cây trâu rất là to này Lỗi một lá ở đây nhá cô chú anh chị Này Cây này em xin phép được bán với giá là 310.000 ạ à. 310.000 cho cây trâu rất là to này này Là hình số 13 Hình số 14 cũng là một cây trâu rất là to luôn Đấy, cô chú chị nhìn này, cái bản lá của nó chắc phải dài tầm 4, 3, 5, 40 cm Này hơi gập lá đây một tí này Đây, tổng thể của cái cây này như vậy Em bán với giá 240 000 thôi nhá Tiếp theo hình số 15 Hình số 15 này một phần cây rất là nhiều cây trâu luôn ạ Hình 15 này em bán với giá là 300 000 Có một cây này, hai này 3 và 4 cây ạ 4 cây trâu với giá là 300 000 4 cây trâu khá là lớn nhá chú anh chị rồi tiếp theo hình số 16 240.000 cho hình này Có rất là nhiều cây luôn 1 này, 2 này, 3 này 4 này, 5 này, 6 cây 6 cây tất cả với giá 240.000 thôi Tiếp theo hình số 17 250.000 cho hình này Có 3 cây trâu đều tăm tắp đẹp luôn ạ 250.000 nhá Tiếp theo hình số 18 Có 5 cây trâu ạ 5 cây trâu ở hình này em bán với giá 270 000 Hình số 19, 4 cây trâu rất là đẹp luôn. 4 cây trâu lá xếp rất là đẹp luôn. Ở hình này em bán với giá là 280 000 cho 4 cây trâu đẹp này nhá. 4728. Tính ra mỗi cây trâu xinh như vậy chỉ có 70 000 cho một cây thôi. Đó. rồi tiếp theo là hình số 20. Hình số 20 này cũng là 4 cây. 4 cây này em bán 240 000 Hình số 21 330.000 cho hai cây trâu rất là to luôn Cây 1 này, cây 2 này hình 21 ạ à. Sang hình 22 này sẽ là những cây trâu mít nhá Cây trâu lá mít Để cô chú anh chị siêu tầm Một hình số 22 3 cây trâu mít siêu đẹp luôn Cây 1 này Bản lá dày cộp lá ngắn rất là đẹp này Cây số 2 này Cây số 3 đây ạ 3 cây trâu rất là đẹp như thế này nhá 3 cây trâu mít rất là đẹp này Hình này thì em xin phép được bán với giá là 370 nghìn Cho ba cây châu mít này Mỗi một cây chỉ rơi vào có hơn trăm nghìn một xíu thôi Đó, được ba cây châu mít rất là tuyệt vời như vậy Hình tiếp theo là hình số 23 Một cây châu duy nhất và cây châu mít duy nhất ạ à. Mít xếp này Cây này có bị dập lá một tí ở đây nhá cho anh chị nên là em sẽ chỉ bán với giá là 200.000 thôi Cây này nó hơi lỗi ạ à. To nhưng mà hơi lỗi là sẽ chỉ 200 000 nhé cho cây trâu lá mít này ạ. Tiếp theo là hình số 24 có 4 cây trâu mít nhỏ xinh này. Hình này em bán 290 000 Cô chú anh chị xem cây số 1 này. Mít rụt luôn này cô chú anh chị này. Hơi xước lá ở đây một xíu xíu rồi. Cây số 2 này. Cây số 3 này. Cây số 2 nó cũng hơi dập ở đây một tí nhá. Cây số 3 này cũng hơi dập lá một xíu. Nhưng mà nói chung là cái lá này mình vẫn giữ được nhá. này chưa dập lên đến trên đâu. Và cây số 4 này, một cây mít dột gần như là uh, lá đồng xu luôn ạ. À. Cây này thì lại không có lỗi luôn này. Cả toàn bộ cái hình này thì em xin phép nhắc lại giá là với 290.000 cho 4 cây châu mít này. Rồi tiếp theo hình số 25 là hai cây châu mít bàn lá to bự. Dày cộp rất là đẹp luôn. Hình này em bán với giá là 300.000 nhá. 300.000 cho hai cây này này cây à cây này thì bị vỡ lá ở đây một tí này đó nhưng mà nói chung là cô chú anh chị mình về không cần phải 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 cắt đâu nhá hàng này lá này thì vẫn giữ bình thường nhá vẫn chơi bình thường ạ à. cây một này cây hai này hai cây châu mít em bán hàng đang nhú nụ rồi em bán 300.000 cho hai cây này là hình số 25 hình 26 đây cây châu mít này quá đẹp luôn như mít đồng xu luôn, mít rụt luôn. Cây số 2 này cũng vậy, rất là đẹp nhá. Hai cây châu mít này thì nó không có lỗi. Hai cây này không lỗi này. Em bán 320 000 cho hình số 26. Và hình số 27 này, 27 này thì có lỗi lá nhẹ này. Cây này vỡ lá một xíu ở đây này. Rồi, cây số 2 này, cây này là không lỗi nhá cô anh chị. Lá dày to bự và rất là đẹp luôn. Đấy ạ. Cặp trâu này em bán 300 nghìn 300 nghìn cho cặp trâu này Rồi tiếp theo là hình 28 Hình 28 này có hai cây Nói chung là cũng lỗi lá nhẹ Cây này thì hơi xước lá một tí ở đây này Đó Đây ạ Cây số 2 này Hơi vỡ ở đây một tí nên cho cô cũng nhắc cô chú chị nhá. Gặp ở đây một tí ạ. hai cây trâu mít ở hình này em bán 300 000 300 000 nghìn, nói chung là lỗi thì rất là nhẹ thôi. Rồi tiếp theo là hình số 29. Hình này có hai cây châu bản lá mít tròn này. Này cô chú anh chị này, cây này thì hơi vỡ lạ vỡ lá ở đây nhá. Lỗi lá vỡ lá ở đây ạ. Cây dưới này thì cũng vỡ bị vỡ lá ở đây này. Đó, nói chung là những cái lá này thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm, không phải cắt lá đâu cô chú anh chị nhá. Và cặp châu này thì em bán với giá là 270 000 nghìn cho cặp châu mít có lỗi lá nhẹ này. Và tiếp theo là hình số 30, hai cây châu này hai cây châu mít này không lỗi lá rất là đẹp luôn hai cây châu này em bán 280 000 và hình tiếp theo là hình số 31 ạ một cặp châu này cũng không lỗi nhá hai cây châu rất là đẹp này không lỗi này cặp đôi này em bán 280 000 hình số 32 cũng là hai cây châu không lỗi lá đẹp một cây hai cây không lỗi lá hình này em bán với giá là cũng 280 000 đấy ạ rồi một hình dáng hương đuôi cáo hình 33 dáng hương đuôi cáo này có tất cả là 8 cây. 8 cây nhỡ nhỡ này em bán 150 000 Rồi tiếp theo là hình số 34. Hình 34 này em có 4 dề nhá, 4 dề. Hình này em bán 150 000 quá rẻ luôn. Tiếp theo hình số 35. 35 này em có tất cả là 14 cây lớn nhỏ nhá. 14 cây lớn nhỏ xanh mướt đẹp như thế này cũng 150 000 ạ. Ngoài ra thì em có cái giò giả hạc pháp ạ Giò giả hạc pháp này Giò này có bao nhiêu thân nhỉ Em gọi đây là giò số 1 đi 245 thân 150.000 trong giò này thôi Bình thường em bán 180 109 ạ Giò bên này cũng 24 thân 4 thân nhưng 4 thân to nhé Cũng 150.000 Giò số 3 này cũng có 5 thân Cũng 150.000 thôi ạ Và hạc vĩ vùng cao bằng đây Cô chú ý chị này Nhà em ghép đi ạ cái giò hạc vĩ vùng cao bằng này Em bán với giá là 300 nghìn cho giò hạc vĩ này Thân rất là to bự luôn Nhờ Rất là như là phi điệp luôn ạ Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan ạ Chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan Bên em có này Hùng Nguyễn 25 nghìn cho một lọ 50 nghìn cho một cặp nhé và dưỡng chất AB thì em có dưỡng chất AB hai loại. Dưỡng chất AB Ngọc Linh với giá 75 000 nghìn và dưỡng chất AB này là không biết là AB, AB lại còn DC nữa này. Cái dòng dưỡng chất này thì em bán với giá là 82.000 cho một lọ này, à 85.000 cho một lọ này. Duy, duy xanh 5.000 cho một ống và duy đỏ là 60.000 cho một ống nhá. Duy đỏ 60.000 cho một ống ạ. Và siêu da dễ N3M với giá 30.000 cho một lọ này keo liền da mỹ tiến 40.000 cho một lọ, keo liền da sẹo đen 50.000 cho một lọ và super thai cái hormone tăng trưởng 85.000 cho một lọ. À, B12 giải độc cho cây với giá 3.000 30 cho một lọ này. Ba loại phân bón lá NPK dành cho ba giai đoạn phát triển của cây, phân bón thông minh chứ. Dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá 30.000 cho một lọ ba loại phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây cũng đồng giá 30.000 cho một lọ này cát tan đặc trị thối nhũn với giá là 35.000 cho một lọ và cái kim kim bum đặc trị thối nhũn kim kim bum đặc trị thối nhũn này em bán với giá là 25.000 cho một uh, lọ chi cho như uh, một gói ạ uh, chi cho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 20.000 cho một gói và cái dây buộc lan với giá là 35.000 cho một cái cuộn dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo này uh, cái hộp phân bón túi lọc phân bón túi lọc nhé Cái dòng này thì uh, nó cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và đồng thời còn kích thích ra dễ cực mạnh luôn Một cái hộp như vậy có đến 20 túi lọc bên trong em bán với giá là 35.000 cho một hộp như vậy Và Atonic rất nhiều tác dụng luôn với giá là 10.000 cho một gói ạ uh, Cái gì nữa nhỉ? Rất chị đẹp và có loại sâu gây hại 20.000 cho một gói này Rồi bả sen, miếng bẫy rồi vàng với giá là 10.000 cho một miếng bả sen Bà sen em bán với giá là 20.000 cho một gói nhé 20.000 cho một gói nhé Phân dê vỏ thông đồng giá 20.000 cho 1 kg Rêu rừng 50.000 cho 1 kg ạ Và đặc biệt thì em vẫn có cái sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng ạ Có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt Mỗi một lọ như vậy em bán với giá là 50.000 à, đâu nhỉ 40.000 cho một lọ chứ có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn làm sạch không khí. Ngoài ra nó có thể giảm đau rất là hiệu quả và cái mùi hương của nó rất là thơm dịu nhẹ cho người 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 thưởng thức ạ, một cái cảm giác thư giãn rất là dễ chịu tại cảm giác an thần rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. tinh dầu hồi này thì nguyên liệu từ địa phương Cao Bằng và sản xuất tại Cao Bằng luôn. Nên cô chú anh chị yên tâm về chất lượng cũng như là về cái giá thành của sản phẩm này. và nó rất là lành tính đối với sức khỏe bởi vì dòng tinh dầu hồi này như cái cánh hoa hồi ấy thì cô chú anh chị biết rằng người ta có thể sử dụng để làm gia vị tăng hương vị cho mùi vị cũng như là độ ngọt cho thức ăn thì cô chú anh chị biết rằng đây là một cái sản phẩm rất là lành tính đối với sức khỏe